bên ha. Để đóng nốt hai bên này. Giữ lại, nhấc cái nắp lên. Rồi mình sẽ lấy cái khay này ra, mình đổ cái này vào ha. Mỗi bốn bịch này là mình bỏ ba khay ha. Nó ba khay nè. Bốn bịch mình sẽ chia đều cho ba khay. Còn cái khay cuối cùng thì để nguyên bông như vậy ha, mình không có làm gì cái khay đó ha. Rồi bốn bịch này mình sẽ chia đều cho ba khay. Đem đi rửa. Bỏ vô khay rồi đem đi rửa, rửa xong rồi bỏ vô lại ha. Rồi xong mình sẽ đậy nắp lại. Khi này nắp lại thì mình canh ngay này ha. Ấn xuống nè, rồi ấn bên đây xuống. Mình lấy tay mình ấn xuống. Rồi mới gài vô. Một khóa. Gài đối xứng nha. Đó. Ok, xong mình sẽ lắp. Lắp khóa nè. Xong mình lắp in out ống dây. Để mình trong này có hướng dẫn ha. Lắp theo hướng dẫn trong này. Mình gắn lên hồn. Xong mình sẽ trước sau khi lắp đẩy, trước khi đẩy nắp thì mình đổ nước vô đầy lọc này ha, để khi cắm điện thì nó tự nó chạy luôn. Xong sau khi đổ nước xong thì mình mới lắp khóa vào, khóa này vào, khóa trên vào, khóa dưới vào, rồi mình gắn dây, rồi gắn cái ống để đưa vô hồ ha, có minh võng mèo trong sách này, hướng dẫn này nó có. Rồi mình cắm điện nó sẽ chạy ha. Ở đây là có nút nè, cộng trừ nè, để tăng cái lực mạnh yếu của máy bơm. Mình cứ bấm xong mình canh theo cái nước ra vô hồ mình đó, mạnh quá thì mình giảm lại, yếu quá thì mình tăng lên ha. Bo luôn bốn cốc đủ uy tín cho anh em.